hiện nay các cô chú anh chị đang ở đây. Sau khi ở đây xong, các cô chúng ta sẽ đưa đoàn mình đi qua cái bậc thang để vào cổng chính điện. Trên cái bậc chính điện này có hình ảnh của hai chú cáo. Chú cáo bên này, bên trái này là ngậm cái chìa khóa, tức là đi theo giải thích chiếc xe, tượng trưng cho tay hòm chìa khóa. Đấy, các cô này, đến cái chỗ này là để giữ tiền cho các chú. Cáo à. Tôi đi qua cái gian chính điện, trong khi cả đoàn đã chụp ảnh những bức ảnh cả đoàn ở cái bậc thang này thì khá là ấn tượng. Sau đó các cô chú vào đây mới là cái, đây là cái điện chính quan trọng nhất, điện thờ thần Inari, thần lúa gạo ở đây. Thì chúng ta sẽ vào đây, các cô chú ném đồng xu giống như mình hành động hoạt động mấy lần, sau đó các cô chú nhớ băng qua bên hông bên này. Lịch sử ban đầu năm 711, theo truyền thuyết, ngôi đền được thành lập bởi Hata no Nakaime, một vị quan triều đình, sau khi nhận được một sấm truyền từ thần Inari. Năm 816, đền được di chuyển đến vị trí hiện tại dưới chân núi Inari. Thế kỷ 10, đền nhận được sự bảo trợ từ gia tộc Fujiwara, một trong những gia tộc quyền lực nhất Nhật Bản thời bấy giờ. Sự phát triển, thời kỳ Edo, 1603-1868, Fuhimi Inari Taiha trở thành một điểm đến hành hương nổi tiếng thu hút du khách từ khắp nơi trên đất nước. Cuối thế kỷ 19, số lượng cổng to màu đỏ đặc trưng của đền tăng lên đáng kể nhờ sự đóng góp của các cá nhân và doanh nghiệp để bày tỏ lòng biết ơn. Hiện nay, Fuhimi Inari Taiha là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Sự kiện quan trọng, 1463, Shogun Ashikaga Iohima sa viếng thăm đền và quyên góp một cổng to lớn. 1621, Tokugawa Ieyasu, vị Shogun đầu tiên của mạc phủ Tokugawa, viếng thăm đền và quyên góp nhiều báu vật. 1871, Fuhimi Inari Taiha trở thành một ngôi đền thần đạo quốc gia. 1994, cổng to chính của đền được trùng tu sau 260 năm. Kiến trúc và ý nghĩa. Cổng to, cánh cổng to màu đỏ đặc trưng là biểu tượng nổi tiếng nhất của đền Fuhimi Inari Taiha. Hàng nghìn cổng to xếp hàng dọc theo con đường dẫn lên núi Inari, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục. Điện chính, nơi thờ tự chính của đền, được dành riêng cho vị thần Inari. Khuôn viên đền, bao gồm nhiều đền thờ nhỏ, đền Inari Fuhimi Miyojin, đền Seha Fuhimi Inari và nhiều khu vườn xinh đẹp. Núi Inari, ngọn núi linh thiêng được cho là nơi ngự trị của thần Inari. Tóm lại, Fuhimi Inari Taiha là một ngôi đền cổ kính với lịch sử lâu đời và ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Ngôi đền nổi tiếng với những cánh cổng to màu đỏ rực rỡ, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm bái và trải nghiệm bầu không khí tâm linh thanh bình.
chùa Thanh Thủy, Kizomizu-jeza, Kyoto, Kakinaga, 710-794. Chùa Thanh Thủy được thành lập vào năm 778 bởi nhà sư Enchin sau một giấc mơ được dẫn dắt đến nguồn nước thiêng trên núi Otoa. Ngôi chùa ban đầu được liên kết với trường phái Ho. Lịch sử sau đó, chùa đã trải qua nhiều lần hỏa hoạn và được xây dựng lại nhiều lần. Lần gần đây nhất là vào năm 1633 theo lệnh của Tokugawa Ieyasu. Tên gọi Thanh Thủy, Kizomizu bắt nguồn từ thác nước thiêng Otoa chảy qua khuôn viên chùa. Chùa Thanh Thủy trở thành một địa điểm hành hương nổi tiếng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Năm 1994, chùa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Điểm nổi bật, sảnh chính Kizomizu-jeza, nổi tiếng với hiên gỗ được xây dựng nhô ra vách núi, mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra thành phố Kyoto. Thác nước Otoa, dòng nước thiêng được cho là mang lại sức khỏe và may mắn. Đền Jingu, nơi thờ phụng vị thần tình duyên Oninui no Mito. Vườn Otoa, khuôn viên yên tĩnh với nhiều loài hoa và cây cối. Chùa Thanh Thủy là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Kyoto, thu hút du khách bởi kiến trúc độc đáo, lịch sử lâu đời và bầu không khí thanh bình. Ngoài ra,